Rồi, dạ Ngũ Nguyễn xin chào đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngũ Nguyễn nha. Hôm nay thì Ngũ Nguyễn sẽ trở lại Bình Dương và quay một cửa hàng xe máy cũ đã qua sử dụng, những cái dòng xe thấp tiền cho các bạn mình lựa chọn một con xe đi làm hay là một con xe đi hàng ngày nha. Thì đầu tiên Ngũ Nguyễn cũng giới thiệu đến anh chị các bạn, đó là cửa hàng xe máy Hoàng Lý anh chị các bạn nha. Cửa hàng xe máy Hoàng Lý, địa chỉ là 483 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, An Bình với An Bình Dương. Ở đây nó giáp với là Thủ Đức luôn anh chị các bạn. Ở đây thì đây là trên đoạn đường Nguyễn Tri Phương. Bên trái cửa hàng đó bạn anh chị, bên trái thì mình ra cái chiều hướng của cầu vượt Sống Thần cũng như là cầu vượt Linh Xuân á. Còn hướng bên phải mình sẽ đi về hướng của chợ Giang Một, cũng như là hướng này mình đi về được cái dòng xe An Phú anh chị các bạn nha. Còn hôm nay để coi cửa hàng có những cái dòng xe gì đây các bạn. Novo 4 nè, quay Trung Quốc nè, có cái con cúp này, con này là con 78 nha. Còn cúp 50 78 rồi Attila Novo 4 không? Rồi bên trong có E135, E150, AB Imbrus, Saab, rồi AB rất là nhiều, với Alpha rồi nữa. Ở đây thì mình lại thấy có một con của AB này, không biết con AB gì đây. B này là, không biết Việt Nam bên Thái là Thái đây ha. Bây giờ là vô trập vô trong gặp anh chủ cửa hàng trước anh chị các bạn. Rồi hello, chào anh chủ. Rồi chào anh ha. Điền là nhờ Ngũ Nguyễn quay lên giới thiệu một số dòng xe. Dạ. Do lúc này âm thanh bị lỗi thì mình cũng được xin phép được lòng tiếng lời khúc này để mà chia sẻ với các bạn trong lúc mà mình cũng như là anh chủ cửa hàng trao đổi nha. Thì hiện tại thì cửa hàng các bạn thì chưa có hỗ trợ trợ góp, cũng như là cái vấn đề mà ship xe thì bên cửa hàng sẽ là hoàn toàn miễn phí và bao ship cho anh chị các bạn luôn nha. Đó, vấn đề bảo hành thì đầy đủ. Cửa hàng thì hỗ trợ là bảo hành là từ 3 tháng từ 6 tháng luôn anh chị các bạn nha, 6 tháng một năm đối với những cái dòng xe Nhật nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết tất cả những cái dòng xe ở khúc này cho anh chị các bạn hen. Thì ở đây là có cái con quay Trung Quốc nè, thì con quay này với giá là chỉ có 2,8 triệu thôi nha. Đây con quay này màu đỏ thì với giá là 2,8 triệu. Kế bên là con Taurus, thì con Taurus này là chưa có bán anh chị các bạn nha. À xin lỗi, chứ con Taurus này là anh chủ đã bán rồi, đã có nhận cọc rồi anh chị nha. 5,5 triệu. Ủa con Taurus ở đầu này con sao? Con này bán rồi. À Taurus ở đầu thì bán. Đó, rồi anh em ha. Con này 7 triệu nữa. Attila này là 5,8 triệu á anh. Dạ, 5,5 triệu. 5 triệu dưới. Bình xăng con đúng không? Dạ, xăng con. 5,5 triệu anh chị nha. 5,8 triệu. Đây là con cúp 50. Nô 4 này bao nhiêu? Từ từ anh. Nô 4 này bao nhiêu? Nô 4 là 7 triệu. Con nô 4 7 triệu anh chị. Biển 59Y2 ha, 41349 nha. Rồi con này cũng là 5,8 triệu ha. Dạ. Đó là con cúp 50. Nhờ con 78 này anh chị ha. 50 không phải 78, con này 50. Cúp. Lâu lâu thế hay mua cúp 50 nhưng mà con này 5,5 triệu. Anh chị kêu con này là tên xe cúp 50 78 đó phải không? Dạ. Hay là con này là 5,5 triệu nhá. Rồi 5,5 triệu anh chị. Giấy tờ mình đầy đủ đúng không anh? Cả vẹt đầy đủ, cả hai số hóa đơn đầy đủ hết. Ok anh, bảng số là 52LB 2998 anh chị ha. Giá dạ, có 5,5 triệu à. Đây là xe Nhật Honda nha. Đây là con quay Trung Quốc ha. Rồi. Con này thì liên lạc đề bọc đầy đủ, máy im. Nói chung là chiếc này để cho anh em 3,8 triệu đi, 3,8 triệu bao ship. 3,8 triệu thôi ha. Dạ. Rồi ok, 3,8 triệu bao ship. Con Novo 4 này đề bọc đầy đủ nhưng mà xe ga đang có dây xích này không đề được, để nó quay. Rồi. Đi. Con này 3,8 triệu luôn đi. 3,8 triệu luôn anh chị. Novo 4 3,8 triệu. Trời ơi, Novo 4 có 3,8 triệu à. Dạ, để đang bọc keo nha, có cái mua được vé để anh em vé thôi. Novo 4 gì có 3,8 triệu gì trời. Biển số 37M1 7108 anh chị. Novo 4 3,8 triệu. Máy êm. Rồi ok, đây mình dạ. Gọi bên đây mình hỏi anh về những cái thủ tục lại tí xíu. Dạ. Cái chuyển xe này rồi trả góp rồi bên mình á, anh tư vấn lại cho bạn. Trả góp thì bên em nội dung là không làm trả góp đâu. À không có trả góp đúng không? Đa số trả những dòng xe mình thì nó thấp tiền thì anh chị dạ. Bạn mua tiền mặt ha. Rồi. Trả góp có khó làm. Đây là con quay RSX 110 anh chị, con này bản số 59X1 nè. 28644 nha. Dạ. Đúng chị không ha, không phải chị nữa rồi. Còn trọng. Dạ. Con này đang bọc keo nên con em mới lấy về, xe dạ. Có chống trộm đầy đủ hết. Ok, đây để anh Hoàng lấy đầu máy anh em mình nghe ha, có chống trộm luôn nha. Rồi hú luôn rồi. Có chống trộm luôn nha, chủ này rất là kỹ nha chị ha. Đúng rồi, xe bọc keo nên con em lấy chung kỳ. Con này em đang lột keo. Dạ. Xe đề bọc đầy đủ, máy zin êm. Rồi ok. Bánh bấm đĩa trước này để cho anh em bao nhiêu cả. Máy êm luôn à? Cái chống trộm đầy đủ. Máy zin êm mà bánh bấm đĩa con này để dạ. 10,5 triệu đi. 10,5 triệu anh chị nha. Dạ.
Đây sao gỡ ra đây cái có đây, cái chống trộm luôn nè. Chíp chíp chống trộm. Đây anh chị nha. Vào đây cái. Có cái remote chống trộm luôn ha. Rồi, ok. Ôi oh, dạ. Rồi ok. Dư. Rồi 10.500.000. Rồi 10.500.000 anh chị các bạn, biển số thành phố nha, biển số của quận 9. Bây giờ loại tận cửa hàng của mình là mình có bớt có gì không? Nếu mà đến cửa hàng được thì em sẽ bớt lọc cho anh chị em. Còn rồi. Ở xa thì em bao ship. Rồi ở xa thì bao ship anh em ha. Dạ. Rồi bên đây là con Suv3 FPI anh chị, biển số 60B6-22003. Đây là Suv3 FPI nha, 115 FI full xăng điện tử. Rồi ok, con này máy zin em. Máy Suzuki nó bền lắm anh chị ơi. Sao anh, con này sao? Con này để anh em 11 triệu 3 đi. 11 triệu 300 anh chị. Dạ. Ha. Xe máy Suzuki. Cái này đời mấy anh chủ ha? Đời 23, 24 gì á. Ừ, rồi. Con này không biết máy móc mình có bảo hành cái gì không ta? Bảo hành máy 6 tháng. Máy im ru anh chị. Máy Suzuki với nó là im kinh khủng. Đăng ký tháng 11 năm 2013. Rồi, tháng 11 năm 2013. 115. Dạ, giá 11 triệu 300. Y nha chị. V3. Dạ, con này máy tuyệt vời. Luôn. Máy tuyệt vời luôn. Bản số là 60B6-22003 nha. Ừ. Rồi ok anh, vô đây cái con Vespa màu đỏ nè. Đây là Vespa. Con này biển số là 79L107079. Biển số đẹp. Dạ. Yeah. Sao rồi, sao hết lên rồi? Có thể xăng, hết xăng. Hết xăng nè. Con này biển 79 Khánh Hòa đó anh chị các bạn. Con này sao đen 07079 số đẹp. Dạ, yeah, thằng tài luôn, 79 thằng tài. Con này 10 triệu 8. 10 triệu 800 ngàn ha. Dạ. Mấy cái xe này mình miễn phí ship anh chị các bạn miền Tây được không? Hay là dạ, phải tính thêm chi phí? Bao ship. Thường là xe mình là từ dao động từ bao nhiêu mà mình miễn phí ship anh? Thì từ Bình Thuận đổ vào đây là đi Đắk Lắk, miền Tây là em bao ship hết. À, dạ. Mà xe mình tầm bao nhiêu tiền mình sẽ mới là bao ship? Từ bao nhiêu đổ lên mới bao ship? Bao ship hết luôn. Ồ, mấy xe mấy triệu mình bao luôn hả? À đâu mấy con 33 triệu mấy rồi phải cộng ship cho em. Rồi ok. Em bán giá bật đến cửa hàng thôi. Rồi ok anh. Còn từ Bình Thuận đổ vào mấy con này là bao ship. 6 triệu bao ship. Rồi ok anh, con này 10 triệu 800 ngàn bao ship anh. Dạ. Chị nha. Còn nếu mà lại cửa hàng thì còn bớt chút lĩnh ha. Dạ. Rồi ok anh, bên đây qua cái con Future 70G1-14878 anh chị. Future FI full xăng điện tử. Con này thì cái dàn chân mình thấy là nó sơn còn rin còn hết nha. Dàn chân thì còn ok. Không, lóc máy lóc bọng thì nó sơn zin còn hết. Xe bao zin á? Phuộc cam bọng gì thì còn ok. Đời mấy anh? Con này đời 2023. 2023. Dạ, xe bọc keo mới lột keo ra. Ok anh, đời 2023 nha. Dạ, các bạn ha. Giá 15 triệu 8 FI full xăng điện tử. 15 triệu 8 full xăng điện tử nha. Biển số của Tây Ninh 70G1-14878. Này biển số của Hòa Thành Tây Ninh nè. Ok nha, đời 23 FI. Máy móc anh đi đúng không anh? Máy em bao zin. Rồi bảo hành này bao lâu? 6 tháng. 6 tháng anh chị ha. Thực tế luôn chứ không nói mồm. Rồi ok, cái này thì sẽ là miễn phí ship cho anh chị các bạn. Đó. Luôn. Ok ha. Rồi qua đây, một cái con Exciter 135. Đây là X38X1-14-12430. Để số này nuôi con đầu làm rồi nhé. À, có rất đầu rồi ha. Có rất đầu rồi, nuôi con. Rồi ok anh. Thì mình làm phía trên đi camera. Dạ, giá cũng bình dân thôi, có 16 năm. 16 triệu 500. Con này đời mấy anh? Dạ, đời 24. Đời 24, 16 triệu 500. Có làm đầu lại rồi. Máy đầu. Máy đầu, đi, đầu làm rồi, nồi con. Rồi, ok anh. Alo. Con này đang yếu rồi nha. Đang còn đấy. Đã sang rồi, đúng rồi. Tạt hết xăng rồi. Rồi 16 triệu 500 anh em nha. Anh mua trước 7 triệu 38X1-12430 anh chị nha. Rồi ok. Giờ mình qua con bên đây. Con Exciter 150. Exciter 150 biển 68L1-30253 anh chị. Còn tí nữa con này biển Kiên Giang ha. Đây biển Kiên Giang đây anh chị. 150. 3 triệu 8 đó. Con này để hỏi ảnh nó giá nhiêu đây. Dạ. Con này giá nhiêu đây anh? Rồi để tiếng em qua lại cho nhé. Dạ. Chiếc này đời giữa 26 con này để cho anh em 26. Để cho em 225 đi. Wow. Máy em bao zin. 150 cho anh em. Dạ. 22.500 ha. Dạ. Rồi ok. Máy em bao zin. Điện 68 Kiên Giang nha, 22.500. Rồi ok anh.
Máy là mình còn đi hết đúng không? Dạ, máy em bao tháng ha. Dạ. Cái này ship về các tỉnh lân cận miền Tây là miễn phí phải không ạ? Bao ship. Rồi ok, miễn phí. Rồi bên đây con AB này mình lên cái đầu Thái nha, sao đây? AB lên Thái. AB lên Thái anh chị, biển số 60B1 90760 nha. 0760. Con này là màu cam đen, con này có lên đầu Thái màu cam đen ha. Dạ. Đây anh chị các bạn. Đây, cái thắng nè. Ok, máy móc là riêng không anh? Máy em bao xin. Giá mình trả bao nhiêu đây? Giá này 13.500. 13.500 là đời 2008 hay 2009 của anh nè? Con này không? Con này 2009. 2009. Cuối 2008, 2009. Rồi ok, 13.500 anh chị nha. Rồi, này là bình xăng con nha anh em, chưa dạ. Có bi nha. Dạ. Có lên đầu Thái. Còn đây là con của Suzuki Impulse biển Impulse, Bình Phước. 125. 125. Full xăng điện tử. Ok, 93E1 12402. Dòng này là thuộc dạng trâu bò luôn á nha, của Suzuki này, nó trâu bò luôn á. Đi tuyệt vời rồi. Của Bình Phước nha anh em, 12402. Rồi. Đường ru ha, đời mấy anh, con này đăng ký đời mấy ha? Đời 25. Đời 25. Dạ, FE full xăng điện tử, cái này để anh em 14.500. 14.500.000. Rồi, dạ. Ok anh, biển 93 Bình Phước. Nếu mà anh em mà muốn ra tên hay là chuyển sang tên thì thêm phí. Nói chung là bây giờ muốn sang tên thì em hỗ trợ anh em sang tên, nhưng mà tiền phí hết bao nhiêu thì anh em chịu. Đúng rồi, cái đó là vấn đề của khách, mình có nhu cầu mình phải trả tiền cho nhu cầu của mình. Thì em hỗ trợ sang tên nha. Rồi, nói chung là có hỗ trợ sang tên. Dạ. Con Impulse nó bao nhiêu chứ? 14.500. 14.500.000 anh em nha. 14.500, bị 93 Bình Phước. Dạ. Rồi ok anh. Rồi mình qua bên đây, con Saab. Sáp này là của biển số là 70D1 11594, Châu Thành, Tây Ninh ha. Con này để anh em 10.8 đi. 10.8, 125 phải không anh? Dạ. 10.800.000, Sáp 125 của em nha anh em. 10.800, Sáp 125 của em. Một con xe mà nó rất là to, có 10.8 là y chang một chiếc SH vậy á. Anh em cũng hay gọi là SH Đài Loan á ha. Rồi ok anh, lại cửa hàng là bớt được mà đúng không? Là cửa hàng em bớt lọc. Còn nếu không anh chị mua bao ship thì ở xa thì mấy con này bao ship đâu tính thêm tiền đâu. Rồi, còn nếu mà giờ các bạn anh chị mà lỡ cái con này 10.800.000 mà người ta có 8-9 triệu thôi, mình có thể hỗ trợ thiếu một vài triệu được không anh? Được. Được đúng không? Em cho không cần trả góp, nhưng mà em cho thiếu tối đa là 2 triệu. Ok anh. Dạ. Rồi. Bây giờ qua một con AB bên đây, biển 56B2 5431. Đây là con này hết bình mất đây. Con này máy zin em. Quay đời máy đây. Con này đời 2010, mâm 6 cây, xe đẹp, máy zin em. Đời 2010 là cỡ bi nha anh em, mâm 6 cây. Đi full xăng điện tử, chân áo zin. Giá chiếc này 17.500. 17.500, nói chung với con này thì mình thấy nó cũng liền ok đấy. 17 triệu rưỡi. Nó bộ hôm để khách coi xong thì được khóa quên sạc. Dạ. Để tối qua anh giờ chưa sạc. Rồi, 2010 FI nha anh em. Rồi, mâm 6 cây. Máy móc bình zin anh ha. Máy bao zin, bao em. Rồi. À, camera có thể lướt sơ mấy cái bảng số là anh em coi cái đi, mình xuống tới cái hàng phía sau anh. Anh em nha, mình lướt sơ lại mấy hàng bảng số cho anh em mình coi lại cái. Ok nha. Anh em mà ở gần thì địa chỉ em ở số nhà 483 đường Nguyễn Tri Phương ấy. Ok anh. Phố Di An, Bình Dương, số điện thoại có ghi bên dưới màn hình rồi. Rồi ok, mình xuống bên dưới nha camera, đây là con quay 100. Con này là con màu xanh ngọc rất là đẹp luôn, căm bọng này, con này thay mới hả ta? Của nó à? Của nó. Ủa của nó luôn hả? Sao mới đẹp dữ vậy? Xe này nó đang kiếng đồ đang ngon ngon. Máy đẹp quá vậy? Đẹp. Con này hả? Nói chung là tuyệt vời. Biển số thành phố 95505. Máy bao zin bao em. Máy zin. Rồi ok, bảng số là thành phố không anh? Dạ. Con này đời cuối 2015. Rồi cuối 2015. 13.800. 10.800 hả anh? 13.800. Nhiêu chứ? 13. À 13.800 nha anh em. Máy thì em ok rồi đó. Rồi máy móc và camera cũng đã quay cho anh em mình theo dõi rồi. 13.800. Quá tuyệt vời rồi. Rồi ok anh. Con này là con Multimo à. Mio Ultimo ha. Con này thì các bạn nữ, chị em phụ nữ chạy đi chợ là hết bài. Mấy bạn nữ mà nhỏ nhỏ xinh xinh thì chạy con này là bao hợp luôn. Ai mà ngắn ngắn chân á chạy cũng tuyệt vời luôn. Biển thành phố 29677. Xe đẹp lắm, chưa dặm tuốt gì đâu. Xe này nó gọn vậy, nó ngắn đòn á. Dễ thương. Chơi dắt ra vô nhà trọ này kia cũng dễ nữa.
Giá chốt bình dân có 6 triệu 8. 6 triệu 8, đây là của Yamaha đúng không anh? Đúng rồi, Yamaha. Ừ, có 6 triệu 8 xe Nhật nha các bạn. Có một đời này là có 1 năm hay 1 năm rưỡi gì nó bỏ mẫu. Dạ, 6 triệu 8 thôi, nhỏ xíu dạ. Luôn, đẹp. Ok, 6 triệu 8. AB FI Full Sun điện tử đời 22. Dạ. Cái này giá này bao nhiêu? Cái này để anh em 12.8 đi. 12.800. Dạ, máy zin, xe dạ. Đẹp mới lột keo ra. Dạ. Con này biển Đồng Nai anh chị, 60B9 13741 nha. 13741. Để à nổ máy anh em nghe coi AB đầu bò. Hết pin. Rồi bình yếu rồi nha anh em. Bao nhiêu anh? 12.800. 12.800. Biển số Đồng Nai đọc dạ. Lại nha, 60B9 13741. Máy móc zin không? Máy làm bao zin? Rồi máy zin bảo hành 6 tháng ha. Bảo hành 6 tháng. Rồi ok anh, qua kế bên. Đây là chiếc GFX. GFX full sun điện tử, xe như mới. Con này biển số 64 Vĩnh Long 11 87504 nha anh em. Con này là bản đĩa nha anh em ơi. Dạ, đen nhám. Đời anh. Đời 27. Dạ, con này đời 2017 anh em ơi. Lốp trước lốp sau đang đẹp. Mới tinh. Lốp trước đang còn, lốp sau mới thay. Dạ rồi, lốp trước mới tinh, lốp sau mới thay. Giá 15.500. 15.500. Dạ. Có FI nha, 2 triệu. Chìa khóa đang cả câu. Dạ, kim tăng, dòng này hiện châu bò nó bền, kim tăng lắm anh chị, chỉ làm một chiếc lời. Bên đây là con Trung Quốc, biển số 75, từ Trung Quốc 1983. Sirius FI, à quên nhầm, Sirius tăng cơ đời cuối 23. Cầm đầm giá 9.500.000. 9.500.000 cầm đầm, biển số từ Thanh Hóa nha. Máy móc mình cũng riêng mà đúng không? Máy em bao zin? Trời 23 ha. Dạ, cuối 23 xe đẹp. 9.500.000 anh em. Dạ. 9.500.000 ha. Bao ship. Ok anh. Mình quay lại dàn đầu đi, mình đã biết xong rồi, còn số rồi cho chị theo dõi luôn em. Cho chị bạn mình theo dõi rồi ai mà ưng con nào á, nếu mình kết bạn gì cho thằng Lý cho số thoại mẹ ta để cho mình đăng ký các bạn nha. Đó, mình ghi lại cái tình hình kỹ lại cho chị bạn mình theo dõi nha. Đây là một con ly 110 ha. Dạ đúng rồi. Đó, 110 để tắm bạc nha. Con này đăng ký được mấy ha? Con này 2010 FI full sun điện tử. 2010 full sun dạ. Điện tử FI nha chị dạ. Nha. Đó. Đó bảng số Bình Dương. 8569. Giá là con này giá 10 triệu 3. 10.300.000. Biển số 61X3, dạ. 8569, 10.300 ha. Đây là giá đã bao gồm tiền phí ship cho chị bạn mình, nói chung là ship miễn phí rồi đó. Đúng rồi. Hay là cửa hàng là sẽ bao ship còn giảm nha. Đây là Elegant. Elegant 50cc cho các cháu đi học. 92 Quảng Nam em rồi ha. 0068 Rồi 29, máy zin êm. Rồi 29, ta bỏ sáng sân luôn. Ok em nha. Rồi máy rất là êm, giá 8.800.000. 8.800.000. Máy móc là tuyệt vời anh em nha, 8.800.000. Tuyệt vời luôn, không có gì phải bàn hết. Rồi bên đây một con Sirius biển Sóc Trăng 8371 16801. Con này con Sirius này 50cc. 50 ha. 50. Rồi. Giá 7.500.000. 7.500. Con này dạ. Cái mâm của nó cái biểu tượng giống như biểu tượng của Yamaha vậy anh em. Dạ. Sirius 50. Dạ. Này 50, 50 cc. 50 PT. Rồi 50 anh em. Con này là con AB biển 6493 3845. Con này FI 2010. Con này FI rồi anh chị nha. Con này với con kia như nhau, hai con đỏ như nhau, con Bình Dương con thành phố. Ok, con này biển Bình Dương. Dạ. 493 3845. Con này Bình Dương mà để giá sao đây? Con này giá 16 triệu 8. 16 triệu 8. Nhưng mà máy là ok đúng không? Dạ. Bảo hành 6 tháng ha. Dạ, bảo hành 6 tháng. Rồi ok. Bên đây con con này là Way A đời 25. 37L1 45691. À. Quay 300 về máy này. Đời 25 cuối 25. Rồi, cuối 25. Dạ. Này, biển 37. Con ha. 37L1 45691. Dạ. Bô này giòn, giá giá cho anh em 12 triệu 8. 12 triệu 800 anh chị dạ. Nha. Rồi ok anh. Máy móc mình zin anh ha. Bao zin? Quay A mà dòng này anh chỉ mua máy zin, máy rớt đâu không có mua. Dạ rồi. Mình ra phía sau quay lại mặt số cho quay A.
BT là của Sóc Trăng kiểu 50. Sau đó là 93 là Bình Dương, bên kia 37 là 1 là của Nghệ An ha. Bên này là bây giờ tới con quay RX 110 hổ siêu nhanh đây. RX 110 siêu nhanh. Còn biển 36. Máy zin. Con này để cho anh em 8 triệu 8 đi. Dạ 8 triệu 8, 3621 07663 nha. 38 triệu 8, số văn hóa anh chị. Xe đẹp, máy chất, zin. Rồi, chưa buông mở gì đúng không anh? Chưa. Rồi, ok. Bên đây còn Jupiter, biển 73 Quảng Bình H1. Jupiter này đời 26. 25246, đời 26. Máy zin, mâm đĩa. Dạ. Đó, 14 triệu 8. 14 8, biển Quảng Bình anh em. Ok, chi tiết nhẹ nhờ trên live cứ quay cho anh chị theo dõi nha em. Kế bên mình do qua một con quay rửa 100, cầm đĩa. Địa 664N7, 7230 nha. Rồi, con này sao đây anh? Con này máy zin. Dạ, máy zin luôn anh chị các bạn. Con này hết sạc. Dạ. Con này 11 8. 11 triệu 800. Dạ. 11 triệu 800, căn đĩa đồ này đang còn zin hết. Máy em bao zin. Dàn chân dàn a, dàn chân dàn áo em bao zin. Tem có dàn áo chưa sơn lại, tem có dán lại. Dạ. 11 triệu 800 anh chị các bạn ơi. 8 nha, biển 6177 7230. Bên đây. Là con. Bên tiếp. Số 2 là 12408 7 là biển của Long An. Đây là AB là chốt đi nha. AB này xăng cơ, xe bọc keo nguyên con. Dạ. Con, xe dạ. Bọc keo luôn. Xe bọc keo luôn ạ. Bọc keo luôn chị. Giá trước này 11 triệu 500. 11 triệu 500. Là 8 không anh? Dạ, cuối 2 là 8. FI, à, quên xăng cơ, ha. Nhầm. Đây anh, 11 triệu 500 anh chị, bao ship luôn. Kế bên là một con Antila, con này có gì chưa nè? Con này FI, con này giá 7 triệu 9. 7 triệu 900 ngàn. Dạ, FI phun xăng điện tử. 601 241 302. Dạ. Ok nha, rồi. Anh này ra là sao vậy? Quay bản số anh chị coi lại. Con này bán rồi. Bán rồi đúng không? Thì mình cho qua hết. Mình cứ ra sao quay bản số rồi thì khác. Thì anh em mình cũng đã quay hết tất cả những cái dòng xe bên cái hàng xe máy anh Hoàng Lý cho anh chị các bạn mình tham khảo rồi đó. Thì anh chị nào mà quan tâm thì cứ gọi về cái số điện thoại mà mình để trên màn hình nha. Thì có thể là nhờ anh chụp hình lại hay là quay phim kỹ chi tiết con xe đó để cho anh chị mình, nếu mà online thì mình cứ nhờ anh chụp hình quay phim đi. Để rồi cho mình yên tâm mình coi chi tiết con xe rồi anh sẽ gửi về cho mình nha. Kết nối Zalo, quay phim chi tiết qua cho anh chị em thôi. Rồi, rồi ok anh. 1 triệu em gửi xe về cho anh chị em. Dạ rồi. Đó thì hôm nay cũng đã quay hết như vậy rồi, bản số nè, chi tiết xe này kia cũng đã quay cho mọi người tham khảo rồi. Không biết anh có chia sẻ thêm cái gì anh em nữa không? Về địa chỉ cửa hàng nè, hay là đi mua thì mình có đem giấy tờ hay như thế nào không anh? Thì cầm chứng minh nhân dân đến này em làm thủ tục cho thêm. Còn muốn sang tên thì photo chứng minh nhân dân với sổ hộ khẩu mang đến anh em hỗ trợ sang tên. Rồi ok anh. Dạ. Rồi thì địa chỉ mình bao nhiêu, nhắc lại cái đi anh. Không, địa chỉ 483 đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Di An, Bình Dương. Rồi ok anh. Bên phải là có địa chỉ góc trái màn hình. Dạ rồi ha. Dạ. Thì cô chú anh chị các bạn nào quan tâm cứ gọi về cho cửa hàng theo số điện thoại mà Ngô Nguyễn em đang để trên màn hình nha. Dạ. Rồi chắc anh em mình sẽ tạm dừng video tại đây anh ha. Dạ. Ở thì chào, chắc là hẹn gặp lại chị em. Dạ, hai anh em mình cũng cảm ơn và xin chào lại tất cả bạn cô chú anh chị video sau nha.